Kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay thứ tư sau Chủ nhật 18 thường niên năm C. Kính mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Kính chào quý ông bà, anh chị em, chúng ta cùng nhau suy niệm hai điều dưới ánh sáng lời Chúa chúng ta vừa nghe. Điều thứ nhất, chúng ta chiêm ngắm cái sự cầu nguyện của người phụ nữ Canaan. Động lực nào đã làm cho bà cầu nguyện một cách kiên nhẫn như thế? Chắc chắn là vì yêu thương con của bà. Lạy Thầy, xin thương xót con gái của tôi, nó bị quỷ ám khổ sở lắm. Và Chúa Giêsu không nói điều gì, đến nỗi các tông đồ cũng lấy làm ngại và bảo rằng: Thầy làm cái gì cho bà để bà về chứ bà theo sau mãi. Thầy được sai đến con chiên lạc chứ không phải cho những người ngoại. Lúc ấy bà mới réo lên: Xin Ngài cứu giúp tôi. Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, không được lấy bánh của con mà đưa cho lũ chó con. Một lần nữa bà nói lên niềm tin: Đúng vậy thưa Thầy, nhưng đàn chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Lòng tin đã làm cho bà được những gì bà muốn. Gương cầu nguyện của người phụ nữ Canaan làm cho chúng ta noi theo. Hãy luôn luôn trình bày cái hoàn cảnh của mình cho Chúa. Khổ sở lắm, nhà con có những con quỷ nó đang bị ám khổ sở lắm Chúa ơi. Chúng ta nghĩ lại xem con quỷ nào nó đang ám cho gia đình của chúng ta. Có 7 con quỷ lớn, chúng ta xem con quỷ nào đang ngự trị chính mình và gia đình mình đây. Quỷ kiêu ngạo, quỷ hà tiện, quỷ mê dâm dục, quỷ hờn giận, quỷ mê ăn uống, quỷ ghen ghét và quỷ làm biếng. Quỷ, tất cả những cái điều đó là con quỷ xưa nó hiện ra, nó làm cho chúng ta mê muội trong đó. Hôm nay chúng ta cũng chia sẻ với nhau điều này một chút. Vì tuần rồi tôi cũng được một người gọi đến và bảo rằng: Thưa cha, xin cha cho con số điện thoại của cha giám tỉnh để con xin đến lấy những cái mộ của những người trên mảnh đất con đang xây. Vì sao vậy chị? Vì trong đêm qua chúng con cứ nằm mà một con kiến nó cắn, tỉnh dậy không có cái gì. Một đêm 3 đến 4 lần như thế làm cho chúng con ngủ không được. Cái văn hóa, cái điều mà giáo lý người ta Việt Nam mình dạy gọi là cái hồn ma, bảo rằng những cái người chết đến quấy phá mình không có. Đấy là trái với đức tin Kitô giáo. Chúng ta nhắc lại giáo lý này để chúng ta xác quyết một lần mà thực hiện cho đúng. Khi chết linh hồn đi về đâu? Một là lên thiên đàng, đa phần là xuống luyện ngục để thanh luyện mình xứng hợp với mà vào gặp gọi Thiên Chúa. Và ba, tệ lắm mới là gọi là có cái nơi gọi là hỏa ngục thôi. Chứ không có linh hồn đi vớ vẩn chỗ này nhập vua người này nhập vua người kia như bao điều mà chúng ta thấy người ta phải khao láo với nhau. Đấy là niềm tin của chúng ta xác quyết được như thế rồi. Thì còn cái chuyện quỷ là có.
anh chị em phải phân biệt được ma, hồn ma với con người là khác. Còn quỷ, Satan, thế lực phản Kitô, con rắn trong vườn địa đàng xưa, nó vẫn hiện hình mã hóa bằng nhiều thể thức khác nhau. Chúng ta kể 7 con quỷ lớn mà chúng ta vừa kể với nhau đấy. Đấy là điều có. Thánh Phêrô ngài bảo chúng ta không phải chiến đấu với phàm nhân mà là với thần thiên quái ác chốn trời cao. Cái thế lực này nó làm cho chúng ta nghi ngờ nhau, gieo rắc nghi ngờ, xa lìa nhau, xa rời quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa là có thiệt. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào trong những cái trường hợp mà người ta bảo rằng nhà chị có mộ, nhà anh có mã, ở Pleiku có một nhà kia, nhà có 80 mét vuông thôi mà coi chỗ nào không biết, đào là 24 cái mộ. Có không vậy? Cứ đen đen là bảo là mộ thôi, đen đen là đất đen là bảo mộ thôi, thì còn gì là cái nhà nữa. Cho nên chúng ta phải xử lý cho đúng về vấn đề này. Nếu là quỷ nó sẽ làm được những chuyện đó, đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa, kêu danh ba đấng Giêsu, Maria, Giuse, thì chúng ta trừ được điều tất cả những sự quấy phá đấy. Đấy là niềm tin của chúng ta, mà là bởi vì chúng ta không biết mà không sử dụng thôi. Cho nên lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta cái chuyện quỷ ám. Có nhiều người khổ sở vì làm biếng, khổ sở vì ăn nhậu, khổ sở vì giận hờn, khổ sở vì kiêu ngạo. Trừ được hết. Chồng trừ cho vợ, vợ trừ cho chồng, cha mẹ trừ cho con cái. Thậm chí cha mẹ mà bị bê bối, con cái cũng cầu nguyện để mà rảy nước phép được. Chúng ta sống niềm tin như thế để chúng ta loại trừ cái thế lực ra khỏi cuộc đời của mình và kiến tạo sự bình an, yêu thương, hạnh phúc ngay tại thế này. Xin Chúa chúc lành để chúng ta sống cái mầu nhiệm được làm con cái của Chúa, tin rằng Chúa yêu thương chúng ta. Amen.